Ủa sao mấy người kia đâu hết trơn rồi? Ủa hay là chưa đến luôn? Ủa không, quên. Không không, sáu người mà. Hôm qua là Phước có nhắn tin với anh, là Phước nói hôm qua là tối qua là Phước có bận thiệt. Dạ. Phước nói sẽ tranh thủ ngủ sớm. Nhưng mà vậy là có thể là ngày hôm nay sáng suốt là Phước không tới. Đúng. Ủa mà anh làm cái gì hoài vậy? Hôm nay không biết sao trời nắng quá. Anh chỉ muốn khoe cái bao tay đúng không? Anh chỉ muốn khoe cái bao tay đúng không? Mới được chị mới cút cho mà chị nói chuyện nữa. Vâng, xin được chào mừng toàn thể tất cả quý vị và các bạn. Mời Duy Thạch xuất phát. Ok. Chúc mừng em. Tuần tra viên CCTV bắt đầu truy quét. Gì vậy? Gì vậy? 360 độ đây là xoay một vòng chứ không phải là... Ok, hiểu rồi.